giờ mày mới về? Bộ mày tính đi luôn hả? Mày có biết tao chờ mày tới cỡ nào không? Tao chạy lên chạy xuống té sấp mặt luôn, y chang như con người ở vậy đó. Tụi mày không chịu trả lời hả? Làm chi à? Bộ tao có quen biết với mày thì sao gọi là anh chi? Mà tao nhìn mặt mày tao ghét quá à. Mày hay lắm đó Tâm Anh. Hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù, nục mặt cho chị. Mình tên là Elizabeth, bạn tên gì? Mình tên là Amanda. Ấy. Con gái ơi. Con, xuống coi tivi với ba đi. Con muốn coi. Con sao vậy? Sao hôm nay nhìn con không có sức sống gì hết? Con có mà. Mà ba ơi, bây giờ có phải là 6 giờ không ba? Ừ, chỉ mới 6 giờ chiều thôi. Sao thời gian trôi qua lâu quá vậy? Ừ. Hay là ba con chơi cưỡi ngựa ha? Hả? Chơi cưỡi ngựa hả ba? Ba làm ngựa cho con cưỡi. Không chơi. Sao vậy? Con thích chơi cưỡi ngựa lắm mà. Nhưng bây giờ con không muốn chơi. Sao một ngày lại dạy vậy chứ? Tâm Anh hả? Gì? Tâm Anh? Ngủ ngon nha. Có chuyện gì vậy em? À không có gì. Giận nè, mày muốn nghe điện thoại làm ơn nói nhỏ nhỏ. Nói lớn quá làm tao hối biết chưa? Trời ơi, nó hối cái gì vậy ta? Sáng mai mày về đây rồi chứ gì? Được, hãy đợi đấy, ngủ sẽ báo thù, nuốt bạc cả chị. Nhân. Sao nó chưa về ta? Nè, có thù bên kia hả? Là mẹ hả? Cái nhỏ này. Làm gì mà bữa nay con dậy sớm vậy? Ngủ không được. Nè, viết bản tự kiểm chưa đó? Giờ con đang viết. Đi lên lầu viết cho xong nghe chưa? Dạ. Nè. Hả? Cái gì vậy? À mà không có gì. À mà đây là cái chợ sao mày chỉ cứ ra vô hoài vậy? Sao anh cứ tới nhà em hoài vậy? Anh nghĩ anh là ai mà có thể kết hôn với em được chứ? Em chỉ kết hôn với Sơn Tùng thôi được á mà. Chán ghê anh ơi. Có thể cho anh biết chuyện gì xảy ra được không chị? Chị không biết nữa. Sáng nay về mà chưa về nữa. Làm gì mà chậm như rùa. Làm ăn giờ giấc kiểu này là chết người ta rồi. Ê! Ê! Nhỏ mày kia! Nó đâu rồi ta? Không lẽ mình nhìn nhầm? Nè, cái con mày kia! Sao nó về trễ quá vậy? Bực mình quá này. Alo. Bánh bao chiên hả? Mình không ăn đâu, mấy bạn cứ ăn đi.
Rồi, tới nhà rồi. Thôi, nè, dỗ của con nè, con vô nhà nha. Dạ. Rồi, chú về ha. Chú nha. Ừ, đây con. Bộ ở trong báo tường của trường thôi mà, phải không cô? Hả? Toàn thành phố. Sao cô? Sử dụng hình ảnh của con một năm hả cô? Con người này lì lợm thiệt. Xé rồi lại dán, xé rồi lại dán. Đảm bảo hôm nay dán cái mới nữa cho coi. Mấy người tưởng tôi xé nữa hả? Hôm nay tôi không xé nữa. Tôi xé. Anh biết chuyện này từ lúc nào vậy? Từ lúc cô làm mất thẻ sinh viên. Hay đúng hơn, từ lúc cô bay từ cầu thang xuống. Ủa? Cái này của ai đây? Thật ra lúc đó hả? Tôi nhìn thấy thẻ sinh viên của cô rồi. Anh thấy rồi sao? Anh không nói cho mọi người biết hết luôn đi. Ủa? Mắc gì phải nói? Chuyện đâu liên quan đến tôi đâu? Không liên quan tới anh. Thì chuyện này là sao? Cái này hả? Cái này thật ra có liên quan với tôi. Tại vì lúc ngồi buồn quá đó, chạy xe buýt, không biết làm gì. Tôi giải cho vui thôi. Anh đang chọc tức tôi đúng không? Ừ, rồi, đúng rồi. Tại vì bây giờ anh cũng đã biết hết cái điểm yếu của người khác rồi đó. Anh để dành đó là anh uy hiếp tôi luôn đi. Thật ra tôi không có cố ý lừa gạt ai đâu. Tất cả là chỉ do nó có cái gì đó nó trùng hợp rồi mọi người hiểu lầm. Thời điểm này mà cũng có thể một ruồi hả? À không phải, thì ra là mực. Ui, để tôi chùi cho. Mình cứ tưởng trong giờ phút này mà. Tưởng gì? Kệ tôi đi, tôi đang lo lắng lắm đây nè. Thôi đừng có lo. Đối với tôi á, trường nhân văn hay dân văn gì cũng vậy thôi, đâu có gì khác biệt. Nhưng mà tôi hỏi cô câu này nha. Chẳng lẽ bây giờ cô sẽ đi vẽ tất cả xe buýt khắp thành phố này hả? Đúng rồi, nếu mà có chiếc nào mà có hình của tôi là tôi sẽ vẽ hết. Vẽ đến chừng nào mà không ai nhận ra cái bản mặt này của tôi thôi. Với lại không ai biết chuyện này là được. Ê, mà anh hứa nha, anh hứa là anh đừng có nói cho ai biết cái chuyện này nha, được không? Được rồi, tôi sẽ không nói đâu. Cảm ơn nha. Cô cứ làm đi.
công ơn này của anh á, tôi khắc cốt y tâm luôn á. Được rồi. Kìa, có chiếc xe đang tới nữa kìa. My, cô gái có tính cách vô cùng con nít, ngày ngày dẫn với công việc cùng một ý chí thép và sự kiên nhẫn đáng ngạc nhiên. Và cuối cùng, công việc đó thành công với 886 chiếc xe buýt có hình quảng cáo của cô đã bị vẽ bậy lên. Mặc dù vậy, nhưng sau khi chuyện này xảy ra, cái tên Diễm My trở nên rất nổi tiếng và ai ai cũng biết cô là sinh viên trường dân văn